Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công bịt hoàn toàn do đồng tĩnh mạch Galen bằng coi cho một trẻ sơ sinh dị dạng tĩnh mạch não. Sau 5 ngày can thiệp, trẻ đã thở được khí trời, bố mẹ tốt và được xuất viện vào hôm qua. Thai phụ Trần Thị Nhi, trú tại huyện Phú Lộc, được sàng lọc trước sinh và phát hiện trẻ có dị dạng phân tĩnh mạch não, hay còn gọi là tĩnh mạch Galen. Vào tuần thai thứ 36, thai phụ được chỉ định mổ lấy thai vì thai kém phát triển. Trẻ ra đời trong tình trạng thiếu dưỡng, nặng 1,8 kg, suy hô hấp và hạ đường máu. Ngay sau khi chào đời, bé được chụp MRI sọ não và chẩn đoán do đồng tĩnh mạch Galen, các nhánh do từ đồng mạch não sau hai bên do vào tĩnh mạch Galen, phân tĩnh mạch Galen. Ekip y bác sĩ khoa đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp thủ thuật đặt coin bit do đồng tĩnh mạch Galen khi trẻ được 22 ngày tuổi. Cái vai trò của tâm soát trước sinh để mà chẩn đoán sớm nó rất là quan trọng. Như chúng tôi đã có cái tư thế sẵn sàng khi bệnh nhân là được sinh ra. Bây giờ tôi có hợp tác rồi kết hợp liên chuyên khoa trong cái việc điều trị xử trí cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà bệnh nhân này được can thiệp rất là sớm. Thường là các cái dị dạng đồng tĩnh mạch này á, thì người ta can thiệp là vào tầm khoảng 5-6 tháng tuổi thì nó ít nguy cơ hơn. Nhưng mà ở giai đoạn sơ sinh thì đây là một bước đột phá, thì tôi làm rất sớm ở giai đoạn sơ sinh. Như vậy là về lâu về dài nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái tương lai của bệnh nhân hơn là khi chúng ta làm muộn hơn. Trên cái trường hợp này thì khi mà mình phân tích thì mình thấy rằng là mình có thể sử dụng một cái số cái biện pháp mang tính chất là tối thiểu nhưng sẽ đạt được những cái hiệu quả tối đa trên bệnh nhân. Khi mình tiến hành cái trường hợp đó thì cái kết quả cuối cùng là mình đạt được là mình đã tắt được cái dị dạng đó hoàn toàn. Mặc dù rất phức tạp nhưng nó lại không gây bất cứ thêm một cái biến chứng nào khác. Và bằng chứng là sau khi mình làm xong thì trẻ nó phục hồi rất tốt sau khi mình làm. Đây là một trường hợp dị dạng mạch máu não hiếm gặp có tỷ lệ 1 trên 25.000 cuộc sinh. Nếu không được can thiệp sớm, trẻ sẽ có nguy cơ cao bị rối loạn về thần kinh, suy tim và tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Sau sinh 3 tuần, trẻ chỉ nặng trên 2 kg, nên việc tiếp cận vào mạch máu ở bất kỳ vị trí nào cũng rất khó khăn. Tiếp cận mạch máu não lại càng khó khăn hơn. Rất ít trung tâm đột quỵ tại Việt Nam thực hiện được can thiệp mạch máu não ở bệnh nhi sơ sinh, đặc biệt ở trẻ rất nhỏ, cân nặng thấp. Trên thế giới cũng rất ít nơi triển khai được thành công, kể cả được đào tạo bài bản về mạch máu não ở người lớn. Tiếp cận điều trị ở trẻ sơ sinh rất khó vì những giới hạn nhất định về dụng cụ can thiệp sử dụng chuyên cho nhi sơ sinh và đến nay vẫn chưa có những phát triển nhất định. Em cũng rất là xúc động. Thì giờ em chỉ biết là cảm ơn các đội y bác sĩ những ngày qua đã cố gắng giúp cho con em được phẫu thuật được thành công như ngày hôm nay. Thành công của các bệnh này cũng như kết quả sàng lọc trước sinh chính xác mà đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế đã lường trước được những dị tật, nguy cơ có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh, từ đó phối hợp nhiều chuyên khoa tại bệnh viện để can thiệp sớm nhất có thể, giúp tiên lượng tốt, góp phần nâng cao chất lượng sống của trẻ.